Nhiều năm trở lại đây, ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Hạt nhân trong sự thành công này chính là Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel, nơi đã xuất khẩu nhiều sản phẩm công nghệ cao ra thế giới, từng bước đưa Việt Nam hiện diện trên bản đồ của các quốc gia có khả năng tự chủ công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Và một trong những sản phẩm đắt hàng nhất của Viettel cho đến thời điểm hiện tại chính là những hệ thống mô phỏng huấn luyện. Minh chứng là mới đây, Viettel đã tiếp tục ký thêm một hợp đồng triệu đô nữa với đối tác Philippines bán hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng cho quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á này. Vậy cụ thể, giá trị hợp đồng này là bao nhiêu và nó có ý nghĩa như thế nào đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam trong thời gian tới? Chúng ta hãy cùng trả lời tất cả những câu hỏi này trong video số ngày hôm nay nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Mới đây, tại thủ đô Manila của Philippines, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Việt Nam, Viettel Hitech đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng với công ty Contact Point Inc. để trang bị cho cảnh sát quốc gia Philippines. Contact Point Inc. là công ty công nghệ hàng đầu tại Philippines, được thành lập năm 2009, là đơn vị cung cấp giải pháp thiết bị cho cả khách hàng chính phủ, cá nhân và doanh nghiệp. Cụ thể như cơ quan hàng không dân dụng Philippines, không quân Philippines, sở công nghệ thông tin và truyền thông, cục hải quan Philippines. Đây là hợp đồng thứ hai chỉ trong vòng nửa năm nay của Viettel tại thị trường này với tổng giá trị gần 2 triệu đô la. Trước đó hồi tháng 3, Viettel đã ký kết hợp đồng đầu tiên với cam kết triển khai các hệ thống mô phỏng bắn súng được thiết kế riêng biệt, phù hợp với đặc thù của lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines. Hệ thống do Viettel làm chủ công nghệ lõi với khả năng tùy biến cao đã được bổ sung hơn 90% tính năng mới theo yêu cầu huấn luyện của khách hàng. Đặc biệt, Viettel đã phát triển thiết bị tạo giật trong hệ thống mô phỏng, hỗ trợ các loại súng đặc thù như là Glock, Taurus và M16 Rifle, phát triển mô đun phần mềm huấn luyện bắn mới, giúp nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị chiến đấu. Và đây đều là những công nghệ mới và giúp cho chúng hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm của Viettel được đối tác Cảnh sát Quốc gia Philippines đánh giá cao. Đối tác cho rằng Viettel không chỉ mang lại những giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn giúp lực lượng nước bạn cải thiện năng lực huấn luyện một cách rõ rệt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Philippines. Đồng thời, giá thành của Viettel lại cực kỳ cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác. Tổng giám đốc điều hành của Contact Point, ông Cesar J. Manuel Jr. cho biết công ty này đã tìm kiếm tại nhiều nơi nhưng không có đối tác nào trên thế giới có thể tùy biến sản phẩm theo đúng nhu cầu như Viettel. Hơn nữa là giá thành của Viettel lại cực kỳ cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác. Điều này đã tạo nên lợi thế cạnh tranh đáng kể cho Viettel trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, theo Tổng Giám đốc điều hành Viettel Hitech, ông Nguyễn Vũ Hà, Viettel cam kết cung cấp những sản phẩm tiên tiến nhất và chất lượng cao nhất tại Philippines nói riêng và thị trường quốc tế nói chung, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và giảm thiểu chi phí đào tạo. Sự thành công của hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng là minh chứng cho năng lực công nghệ của Viettel được xây dựng sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển. Với ưu thế làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi, Viettel không chỉ tích hợp các tính năng tiên tiến mà còn tối ưu hóa hệ thống theo nhu cầu riêng của khách hàng, điều mà các đối thủ quốc tế khó có thể thực hiện. Hệ thống mô phỏng của Viettel đã qua quy trình kiểm tra khắt khe, đảm bảo tuổi thọ cao và hiệu quả sử dụng trong mọi điều kiện. Có thể thấy là các sản phẩm công nghệ cao mang thương hiệu của Việt Nam đang ngày một có chỗ đứng trên thị trường thế giới. Tất nhiên là con số 2 triệu đô mang về trong hợp đồng lần này chỉ là một con số nhỏ. Nếu so với những hợp đồng bán tàu chiến radar hay là UAV thì chắc chắn là con số kiếm được lần này chỉ là muỗi. Tuy nhiên thì đây chỉ là bước khởi đầu, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ đến lớn. Giá trị mà hợp đồng lần này mang lại không phải là nằm ở giá cả, mà là ở việc các nước trong khu vực đã công nhận tính ưu việt của trang thiết bị quân sự do Việt Nam sản xuất. Trên thế giới không thiếu những ông lớn tham gia vào ngành công nghệ cao này và họ đã có chỗ đứng vững chắc của mình. Để Việt Nam chen chân vào được hàng ngũ này là một việc khó, tuy nhiên chúng ta đã làm được. Đầu tiên là sự công nhận của các nước trong khu vực, rồi sau đó là sẽ ra thế giới rộng lớn hơn. Và riêng đối với các sản phẩm mô phỏng huấn luyện của Viettel, chúng đã được công nhận là có sự tùy biến phù hợp với nhu cầu từng khách hàng và giá cả rất cạnh tranh. Viettel Hitech hiện là đơn vị chủ lực cung cấp các hệ thống mô phỏng trong lĩnh vực quân sự và dân sự. Trong đó có hệ thống mô phỏng huấn luyện xe tăng, hệ thống mô phỏng huấn luyện lái máy bay, hệ thống mô phỏng bắn súng cá nhân cho lực lượng trinh sát đặc nhiệm và hệ thống mô phỏng lái ô tô dành cho dân sự.
Hệ thống mô phỏng Made in Việt Nam do đội ngũ chuyên gia Viettel làm chủ công nghệ lõi. Từ đó, Viettel có khả năng sẵn sàng thay đổi và đáp ứng bất cứ yêu cầu nào từ phía người sử dụng trong khoảng thời gian nhanh nhất mà không phụ thuộc vào bất cứ đối tác nào. Và điều này sẽ giúp cho quá trình huấn luyện của các lực lượng liên tục bảo đảm an toàn và nâng cao được tính sẵn sàng chiến đấu. Bởi vậy, rất nhiều quốc gia tỏ ra quan tâm tới sản phẩm này. Trước Philippines, Indonesia cũng đã ký một hợp đồng với Viettel để mua lại hệ thống mô phỏng lái máy bay cho quân đội của họ. Đó là minh chứng cho sự thành công của Viettel nói chung và ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói riêng. Và với lộ trình và kế hoạch bài bản, tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội Viettel đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao và đã nghiên cứu sản xuất thành công nhiều sản phẩm quân sự đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, tiến tới xuất khẩu ra thế giới. Lịch sử cho thấy rằng khoa học và công nghệ luôn là nhân tố quyết định làm thay đổi sự cân bằng sức mạnh giữa các quốc gia cũng như các lực lượng trên toàn cầu. Nếu một quốc gia chỉ biết mua sản phẩm, thiết bị của nước khác hoặc chỉ lắp ráp, gia công, quốc gia ấy sẽ không bao giờ có được nền công nghệ cao hiện đại. Và đáng lo ngại hơn là tình trạng phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài để tồn tại và phát triển, đồng thời lại bị ràng buộc bằng những điều kiện bất lợi. Về mục tiêu đạt vị thế trên thế giới thì Viettel có một số thuận lợi để thực hiện. Hiện nay, Viettel được tin tưởng, nghiên cứu sản xuất, cung cấp sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao cho quân đội. Đồng thời, với quy mô dân số nước ta khoảng 100 triệu dân, cùng với tăng trưởng kinh tế quốc gia ổn định, thị trường dân sự trong nước cũng sẽ là yếu tố quan trọng để Viettel từng bước áp dụng các công nghệ lưỡng dụng nhằm cung cấp các sản phẩm cho thị trường dân sự. Đây là cơ hội rất lớn để Viettel tích lũy nguồn nhân lực, tài chính, công nghệ, tạo ra nền tảng vững chắc để Viettel từng bước vươn ra thế giới. Và để thực hiện được việc đó, Viettel tập trung 3 khía cạnh. Thứ nhất, tạo môi trường đổi mới sáng tạo sôi động, thu hút, phát huy khả năng của đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học giỏi từ các trường trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển các công nghệ và sản phẩm lưỡng dụng. Đó là cách phát triển nguồn nhân lực nhanh và hiệu quả nhất, đáp ứng cả phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta cần phải phát huy triệt để. Thứ hai, tiếp tục đề xuất và sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mới khó của quân đội, chính phủ giao, công nghệ bán dẫn, năng lượng tái tạo là động lực phát triển bền vững về năng lực, nghiên cứu, phát triển lưỡng dụng. Thứ ba, đó là đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực dân sự, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu về công nghệ cao và xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm dân sự, quân sự để nâng tầm thương hiệu và hiệu quả kinh tế. Đặc biệt là về lưỡng dụng, kết quả quân sự, dân sự, Viettel tối ưu bằng cách sử dụng những công nghệ, kỹ thuật mới nhất, hiện đại nhất. Sau khi được triển khai, các quốc phòng sẽ được ứng dụng cho dân sự, tạo ra những sản phẩm có tính dẫn dắt thị trường, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Giải pháp lưỡng dụng này vừa góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng quốc gia, vừa giúp phát triển kinh tế đất nước. Và với việc sở hữu ngày càng nhiều những công nghệ lõi tiên tiến của thế giới, Viettel Hi-Tech luôn khẳng định mình đã và đang là cánh chim đầu đàn, là hạt nhân để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có những đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tin rằng với tốc độ này và việc tiếp tục được Đảng, Nhà nước, quân đội chú trọng đầu tư, phát triển, dành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và Viettel nói riêng sẽ còn tiến xa hơn nữa. Chuyện chế tạo xe tăng hay là máy bay rồi cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Và cũng rất là mong rằng, rồi trong tương lai chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của một doanh nghiệp quốc phòng tư nhân thứ hai, thứ ba ở Việt Nam, mang tầm cỡ như Viettel. Các bạn thân mến, gần đây thông tin Hoa Kỳ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam đã bắt đầu rò rỉ trên các kênh truyền thông trong ngoài nước. Một lời hứa mà Mỹ đã đưa ra trước Việt Nam vào thời điểm 2 năm trước đây. Theo đó, Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều các quốc gia khác nhau trong ngoài khu vực. Và có lẽ, người đang liếc dọc liếc ngang nhất chính là Trung Quốc, khi nước này luôn tỏ ra nhạy cảm trước mọi động thái của hai nước Việt-Mỹ suốt thời gian qua. Vậy liệu rằng chuyện Mỹ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam có phải là sự thật hay không? Sự thật này có gì đặc biệt mà lại khiến cho Trung Quốc lo lắng sốt vó đến thế? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, để tìm hiểu rõ hơn thực hư của câu chuyện trên, chúng ta cần quay trở lại thời điểm cách đây 2 năm khi Mỹ đưa ra tuyên bố xanh dờn về việc sẽ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam. Sự kiện này đã được hàng loạt trang báo trong ngoài nước đưa tin như sau.
Chiều 20 tháng 4 năm 2022, trong cuộc gặp gỡ báo giới đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper đã trả lời câu hỏi của phóng viên về sự hỗ trợ của Mỹ với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Theo đại sứ thì Mỹ có cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giúp nước bạn tăng cường năng lực bảo đảm an ninh hàng hải. Một phần trong nỗ lực này là trong những năm qua, lực lượng tuần duyên Mỹ đã chuyển giao cho lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam 2 tàu tuần tra. Đây là một minh chứng rất rõ ràng cho mối quan tâm của Mỹ đối với việc hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hàng hải. Đại sứ Mỹ cho biết, hiện giờ chúng tôi đã sẵn sàng chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam. Còn trước đó, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu tuần tra USCGC Morgenthau cho cảnh sát biển Việt Nam vào ngày 25 tháng 5 năm 2017. Việc chuyển giao tàu và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị khoảng 24 triệu đô la. Sau chuyển giao, tàu được đổi tên là CSB-8020 và đây là viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Việt Nam. Tiếp đến, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu CSB-8021, trước đây là John Midgate, cho Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 năm 2020. Việc chuyển giao tàu CSB-8021 và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị hơn 27 triệu đô la. Nhìn chung, chúng đều là những con tàu tuần duyên lớp Hamilton, từng thuộc biên chế tuần duyên Mỹ, đồng thời cũng là lớp tàu tuần tra lớn nhất của tuần duyên Mỹ vào những năm 1960. Và cũng tại cuộc họp báo, đại sứ Klepper khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden rất chú trọng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thể hiện trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới công bố cách đây không lâu. Đại sứ cho biết, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể coi là lộ trình mà Mỹ đề ra về cách phát triển quan hệ với khu vực này. Một năm sau khi đưa ra các phát ngôn kể trên, chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục nhắc về việc chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam vào năm 2023 với nội dung như sau. Mỹ đã cung cấp 2 tàu cảnh sát biển cho Việt Nam và sắp tới, sau khi hoàn tất thủ tục chi tiết, chúng tôi sẽ cung cấp thêm 1 tàu nữa trên tinh thần hỗ trợ Việt Nam, củng cố an ninh trên biển. Đây là những gì mà Thượng nghị sĩ Jack Malley chia sẻ với báo chí Việt Nam tại Hà Nội vào chiều ngày 8 tháng 4 năm 2023. Trong chuyến công tác của phái đoàn lưỡng viện Hoa Kỳ tại ASEAN do ông dẫn đầu, Thượng nghị sĩ Malley cho biết, phái đoàn nghị sĩ tới Việt Nam lần này với 2 sứ mệnh thúc đẩy quá trình giải quyết hậu quả chiến tranh và nâng tầm quan hệ hợp tác Việt-Mỹ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ Biển Đông, biến đổi khí hậu cho đến hợp tác đầu tư. Thượng nghị sĩ Malley một lần nữa nhắc lại quan điểm mà mình đã đưa ra trước chuyến đi, là mong muốn nâng tầm quan hệ song phương Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện hiện tại lên đến tầm đối tác chiến lược. Ông cho biết mong muốn này nhận được sự ủng hộ của Quốc hội và Chính phủ Mỹ. Tiếp lời ông Malley, một thành viên khác trong phái đoàn nghị sĩ Mỹ, Thượng nghị sĩ Van Hollen nhấn mạnh mục đích của những ngày làm việc tại Việt Nam là tiếp nối nỗ lực của các thế hệ nghị sĩ đi trước trong việc củng cố và phát triển quan hệ song phương hai nước. Chia sẻ với phóng viên về việc Mỹ hỗ trợ an ninh hàng hải cho Việt Nam, ông Malley cho biết các diễn biến tại Biển Đông đều liên quan đến an ninh của Việt Nam. Và đây chính là lý do mà Hoa Kỳ đã chuyển cho Việt Nam các tàu cảnh sát biển trong suốt những năm qua và tới đây vẫn đang tiếp tục diễn ra. Mặc dù trong những tuyên bố được đưa ra không nêu rõ thời gian cụ thể mà Mỹ sẽ bàn giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam, nhưng mới đây, sự xuất hiện của một bài viết chứa đầy hình ảnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tại căn cứ tuần duyên Seattle đã làm dấy lên nghi vấn Mỹ đang tích cực hoàn thiện quá trình bàn giao này. Cụ thể là trang tin Divis đã cho chia sẻ loạt ảnh nêu trên cùng với dòng chú thích rằng, căn cứ tuần duyên Seattle nằm gần trung tâm thành phố Seattle đã tiếp đón các thành viên của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam khi họ đang chuẩn bị cho cựu tàu cảnh sát biển hoạt động trở lại. Tàu cảnh sát biển Mellon đang tới Việt Nam. Được biết, tàu cảnh sát biển Mellon có trọng tải 3.250 tấn và dài tới 115 mét. Mặc dù được Mỹ biên chế từ năm 1968, nhưng nó đã được nâng cấp rất hiện đại với các động cơ tua bin khí tiên tiến để có thể di chuyển với tốc độ cao. Đây là con tàu cảnh sát biển đầu tiên và duy nhất có điều kiện phù hợp để trang bị tên lửa chống hạm Harpoon. Ngoài hệ thống pháo hạm Phalan CIWS, Hangar còn chứa một máy bay trực thăng MH-65 Dolphin. Nó từng được trang bị cả hệ thống sonar và ngư lôi chống tàu ngầm. Trong suốt thời gian hoạt động của mình, tàu USCGS Mellon đã tung hoành ngang dọc từ Bắc Cực cho tới Xích Đạo và các vùng nước xa xôi của châu Á. Nó đã thu giữ hơn 100 triệu đô la ma túy đang trên đường vào Mỹ và trở thành tàu quân sự Mỹ đầu tiên ngăn chặn được tàu buôn lậu ma túy tổng hợp.
Ngoài nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, tàu Mellon còn cứu giúp 5 tàu gặp nạn khác và cứu sống rất nhiều người. Chính vì thế mà tàu Mellon đã được chính phủ Mỹ trao danh hiệu tàu chiến đấu hạng xuất sắc. Quay trở lại bài đăng trên trang tin Divis, nhiều chuyên gia cho rằng rất có thể Mỹ đã bắt đầu khởi động quy trình bàn giao tàu tuần tra Mellon cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đến giai đoạn huấn luyện, thủy thủ vận hành tàu. Sau khi kết thúc huấn luyện, lực lượng này sẽ thực hiện hải trình hàng nghìn hải lý từ Mỹ về Việt Nam trong thời gian tới. Nghi vấn trên càng trở nên đáng tin cậy hơn khi việc bàn giao hai con tàu tuần tra trước đó của Mỹ cũng được thực hiện với quy trình tương tự. Có lẽ là không lâu nữa chúng ta sẽ nhìn thấy được sự hiện diện của con tàu Mellon trên lãnh hải nước nhà. Nhìn chung, chuyện Mỹ tích cực chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam cũng là điều dễ hiểu khi mà ông lớn này rất quan tâm đến vấn đề an ninh hàng hải của nước bạn, đặc biệt là tại khu vực Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang mở rộng các hoạt động quấy phá để manh nha nuốt chửng cả vùng biển giàu tiềm năng. Và nếu như không giúp đỡ Việt Nam lúc này, thì trong tương lai tới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực nóng sốt hàng đầu thế giới sẽ vượt mặt Mỹ. Chiến lược xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ sẽ phá sản hoàn toàn. Kết quả là vị trí bá chủ của Mỹ tại đây sẽ bị Trung Quốc đe dọa trực tiếp, điều mà ông lớn đang vô cùng lo sợ ở thời điểm hiện nay. Về phía Việt Nam, rõ ràng, đất nước hình chữ S đã và đang tận dụng rất tốt sự xung đột của hai nước Trung Mỹ để nhận được những lợi ích thực tế cho mình. Bởi vì ngoài những con tàu tuần tra kể trên, Việt Nam còn nhận được sự cam kết đảm bảo an ninh hàng hải từ Mỹ và nhiều khoản viện trợ khổng lồ khác liên quan đến vấn đề này. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang tìm mọi cách để lôi kéo Việt Nam về phía mình bằng cái bắt tay thật chặt và bằng những lời mời chào hợp tác hấp dẫn trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và xây dựng hạ tầng giao thông, cùng với nhiều dự án quy mô. Thiết nghĩ Việt Nam cần phải cư xử thật khéo léo để duy trì được lợi thế hiện có của mình. Đừng nên dại dột chọn phe khiến một trong hai ông lớn mất lòng để rồi lãnh đủ bom mìn cho bản thân.